giá trứng miền Bắc giảm mạnh. Nguồn cung dư thừa, thịt trứng gia cầm giảm sâu. Những khó khăn mà người chăn nuôi gà trên cả nước đang phải đối mặt. Thì khi cái chương trình của tôi mình phát sóng lên trên YouTube đấy là mình lên mình xem ngay, mình cũng để ý mấy cái bình luận phản hồi của khán giả đấy, thì có rất nhiều người người ta cũng nghi ngờ. Thường thường người ta cứ nuôi là người ta nuôi con gà thịt, xong này xong đó người ta mới chuyển sang cái con gà đẻ. Thì như mình đấy, mình là phát một mình nuôi con gà đẻ luôn vì mình chưa biết một cái gì. Thì rõ ràng mọi người thấy người ta cũng sợ và người ta cũng ngại, nghi ngại cũng là đúng thôi. Mình đã đầu tư đây, mình đã tính nó về lâu về dài, nên mà hiện tại mới trứng nó mới một tháng nay là trứng nó xuống thấp như thế, thì mình thấy như thế mình cũng chưa nghi ngại cái gì cả. Thưa quý vị và con, bất chấp sự nghi ngại của những người xung quanh, chàng thanh niên Ngô Văn Hiếu vẫn đang nỗ lực ngày đêm để thực hiện những ước mơ của mình. Khởi nghiệp với lĩnh vực chăn nuôi gà, một lĩnh vực được xem là có lợi nhuận không cao và giá cả thị trường thường xuyên bấp bênh. Vậy thì anh Hiếu đã và đang làm gì để thực hiện kế hoạch chăn nuôi của mình? Câu trả lời thì sẽ có trong chương trình khởi nghiệp ngày hôm nay. Tuy nhiên trước hết thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài thông tin về nông hộ này nhé. Tháng 3 năm 2019, sau nhiều năm đi làm thuê xa nhà, anh Hiếu trở về quê hương phụ giúp bố mẹ trong việc phát triển trang trại chăn nuôi vịt. Tháng 10 năm 2019, từ nhu cầu của địa phương, anh Hiếu đã xây dựng kế hoạch chăn nuôi gà đẻ trứng và đăng ký tham gia chương trình khởi nghiệp. Tháng 12 năm 2019, anh Hiếu trở thành nông hộ của chương trình khởi nghiệp ngay trong chuyến khảo sát đầu tiên. Tháng 3 năm 2020, một khu chuồng mới đã được mọc lên với sự hài lòng của chuyên gia. Đến tháng 4 năm 2020, sau khi dọn dẹp chuồng nuôi, anh Hiếu đã tiến hành nhập lứa gà giống đầu tiên cùng với chương trình khởi nghiệp. Từ thời điểm đó, toàn bộ quy trình chăn nuôi gà được tuân thủ theo hướng dẫn của chuyên gia. Gia đình nhà tôi rất là may mắn thứ nhất là cũng có đăng ký tham gia chương trình. Thì đúng là cái thời điểm đấy là trên này là bãi đất trống, chưa xây dựng cái gì, chưa làm cái gì. Thì đúng thời điểm đấy là bên chương trình và chuyên gia đã về, làm theo đúng như chuyên gia thì biết được bây giờ mới được khu chuồng trại nó thoáng mát và nó đẹp. Trong chăn nuôi gà Ai Cập đẻ trứng, từ một ngày tuổi đến khi loại thải, gà sẽ trải qua các giai đoạn như sau. Giai đoạn gà con từ 1 đến 9 tuần tuổi. Giai đoạn gà hầu bị từ 10 đến 19 tuần tuổi. Giai đoạn gà đẻ từ 20 đến 72 tuần tuổi. Ứng với mỗi giai đoạn sẽ có một chế độ chăm sóc riêng với những yêu cầu đặc biệt. Hiện tại gà của gia đình nhà anh Hiếu đang ở 34 tuần tuổi. Đây là giai đoạn quan trọng quyết định đến kết quả của vụ nuôi. Đối với gà đẻ thì nó có hai cái pha đẻ. Đấy, trong đó cái pha đẻ thứ nhất là quan trọng nhất. Và pha đẻ thứ nhất sẽ được bắt đầu tính từ khi gà đẻ quả trứng đầu tiên cho kết thúc ở 40 tuần tuổi. Chỉ còn khoảng 6 tuần nữa là kết thúc pha 1. Cho nên rằng là nếu mà quá trình nuôi hậu bị của anh Hiếu mà không đạt yêu cầu, cũng như là cái kinh nghiệm nuôi gà đẻ của anh Hiếu không đạt yêu cầu, thì tất cả những cái thể hiện của kết quả nuôi gà sinh sản ở giai đoạn này nó được lộ rõ luôn. Cho nên nếu mà giai đoạn này mà không cao thì pha 2 dù có chăm sóc tốt mấy chăng nữa thì cũng năng suất trứng của một con gà tính bình quân trên một năm nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Thank you.
Không giống như những lần kiểm tra trước, lần này thay vì vào chuồng trại để kiểm tra tình hình phát triển chăn nuôi gà, chuyên gia Sơn lại quyết định kiểm tra số trứng mà anh Hiếu đã thu hoạch trong ngày. Vâng, đây là toàn bộ số trứng mà anh Hiếu thu hoạch trong ngày hôm nay. Đây là trứng gà ở tuần tuổi thứ 34. Ngay bây giờ thì chuyên gia sẽ tiến hành đánh giá về cái chất lượng trứng gà ở cái lứa tuổi này ạ. Bây giờ mình phải cân, xác định xem ở cái tuần này khối lượng trứng của cháu đạt bao nhiêu gam. Nếu trứng bé là liên quan đến cái chất lượng của gà đẻ kém. Vì là gà sẽ béo. Nếu mà trứng mà đạt chuẩn thì có nghĩa là khối lượng của gà sẽ chuẩn. Cho nên là khối lượng trứng nó sẽ phản ánh hai chỉ tiêu, là thông qua kiểm tra khối lượng trứng thì sẽ đánh giá được chất lượng cám, đồng thời sẽ đánh giá được chất lượng con giống. Theo chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, tiêu chuẩn trứng gà ở 34 tuần tuổi như sau. Trọng lượng trứng đạt từ 48 đến 50 gram trên quả. Trứng đẹp, vỏ dày, tròn đều và cân đối, tỷ lệ lòng đỏ cao. Vâng, anh Hiếu bình thường hàng ngày anh có kiểm tra cân trọng lượng cái trứng không? Có, nói chung bình thường là mình cũng cứ, nói chung là mấy cái tuần hàng tuần á, là cháu cũng cứ kiểm tra là cháu cũng cứ chọn những cái quả nào gọi là đều, quả đều nhất, tầm chục quả. Không, cách kiểm tra trứng là người ta cân ngẫu nhiên. À, cân ngẫu nhiên. To cũng cân mà nhỏ cũng cân, sau đó người ta lấy bình quân của 30 quả hoặc là bình quân của 60 quả. Người ta sẽ chia ra. Chứ mình chọn quả đẹp mình cân thì cái quả xấu là không phản ánh được. Ok, rồi kinh nghiệm nhé. Ở đây thì anh Hiếu đã chuẩn bị một cái cân điện tử rất là chuyên nghiệp. Đúng rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành cân thử xem là xem được bao nhiêu nha. Của anh Hiếu như thế nào. Kết quả cân đo trọng lượng trứng gà như sau. Như vậy là kết quả cân đo trọng lượng của 10 quả trứng là có tỷ lệ bình quân là 48,5 gram. 48,5 là đạt. Thế những đàn chất lượng thì nó có thể đạt 50. Thế nhưng của mình là nó ở loại chỉ là khá. Không xấu lắm, không kém lắm. Còn 51 thì không có đâu. Nó chỉ 50 quay đầu quay lại. Hoặc là 50,5. Nếu mà đàn hôm nay mà nhưng mà nó quan trọng nhất là cái dãy số này. Cái dãy số cân này là quả trứng rất đều, chứ không có cái quả trứng rất bé và quả trứng rất to. Đấy là cái mà giá trị. Có nghĩa là nó phản ánh là cái độ đồng đều về khối lượng gà của cháu là rất chuẩn. Thế nếu mà ở đây mà mình cân có quả vượt lên là 51, có quả là 46 và 49, tức có nghĩa là cái dãy số của nó là biến động. Có nghĩa là cái đàn gà hiện nay trong chuồng mình nuôi là đang có vấn đề. Có vấn đề. Vì cái khối lượng trứng nó liên quan đến cái khối lượng của gà. Như vậy là mặc dù trọng lượng trứng gà mới chỉ đạt mức tối thiểu theo yêu cầu, nhưng chuyên gia vẫn khá ưng ý với kết quả này. Không chỉ thế, thông qua kết quả cân đo trứng, chuyên gia có thể dự đoán được tình hình sinh trưởng của đàn gà của gia đình nhà anh đang nuôi. Tức là cái từng cung của nó nhỏ, thì quả trứng đẻ ra sẽ bé. Còn con gà nào phát dục tốt, đẻ đều, đẻ sai, là quả trứng nó sẽ thể hiện là to, thì nó ở cái xung quanh cái 48-50. Rồi, nó đều. Đấy. Còn những con nào mà nó 51 thì là tốt rồi, nhưng mà thì trường hợp thì hiếm. Về tiêu chí ngoại hình của quả trứng, chuyên gia cũng cảm thấy khá hài lòng. Đấy, còn cái độ dày của quả trứng thì mình nhìn ở đây là mình biết được rồi. Trứng của nhà Hiếu là rất là đẹp, bởi vì nó thể hiện vỏ bóng này. Vỏ nó không có sạn vôi này. Vỏ bên ngoài nó không có méo mó này. Vỏ sạn vôi tức là có vấn đề là của canxi. Thứ hai là vỏ trứng méo mó là có vấn đề của bệnh. Bệnh ở đây là bệnh CRD. Thì quả trứng nhìn rất cân đối. Thứ hai là màu rất là bóng. Và thứ ba nữa tức là mặt nó trơn nhẵn. Hiện nay thì không biết là gà nhà anh Hiếu đẻ tỷ lệ như nào? Bây giờ tính địa tổng đàn là 1.700. 1.700. Mà đẻ là 1.200. 1.200. 1.700, 1.200 thì được khoảng 70%. Vâng. Ở độ tuổi này thì là... Được, chuẩn luôn. Cái giai đoạn đẻ đỉnh cao của cháu là nó đã qua ít nhất được khoảng 6 tuần rồi. Đỉnh nhất hiện nay là đỉnh nhất khi cháu thu quả trứng, số lượng nhiều nhất là được bao nhiêu quả? Số lượng nhiều nhất là 1.200 đấy, đỉnh cao là 1.200. Chưa bao giờ vượt qua đỉnh 2? Chưa. Thế thì lại không ổn lắm.
Như vậy là tính bình quân gà nhà anh Hiếu khi đẻ đạt đỉnh chỉ đạt khoảng 72%. Trong khi đó, quy trình yêu cầu phải là 78%. Nếu của nhà mình mà chưa vượt qua cái ngưỡng 78%, nó sẽ liên quan đến cái quá trình nuôi hầu bị của mình là cũng chưa chuẩn lắm. Trên thực tế, trong chuyến kiểm tra định kỳ của chuyên gia Sơn ở giai đoạn 19 tuần tuổi, tỷ lệ đồng đều của đàn gà mới chỉ đạt khoảng 80%. Nguyên nhân được xác định là do anh chưa có kinh nghiệm nên cho gà ăn chưa cân đối, dẫn tới gà phát triển không đồng đều. Khi gà lên đẻ mà đạt được đúng như tỷ lệ đẻ, như quy trình hướng dẫn ấy, là nó phải có một cái kết quả nuôi dưỡng tốt ngay từ đầu. Và đặc biệt là trong giai đoạn nuôi hầu bị trải dài trong suốt 20 tuần. Chỉ cần sai sót một chút thôi ở trong cái giai đoạn 20 tuần. Nếu anh điều khiển gà đẻ mà cái khối lượng không chuẩn về mặt khối lượng cũng như là cái khả năng phát dục và kể cả cái dịch bệnh nữa, thì khi con gà lên đẻ nó sẽ có những cái ảnh hưởng ngay. Tuy nhiên, theo chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, việc điều chỉnh gà ở giai đoạn hậu bị gặp lỗi là thực trạng chung mà những nông hộ mới chăn nuôi như anh Hiếu đang gặp phải. Cho nên nuôi con gà đẻ mà đặc biệt là giai đoạn hậu bị là rất khó chứ không phải là dễ. Không phải là dễ, kể cả những cơ quan chuyên nghiệp đấy có đào tạo hẳn hoi, công nhân đã trải qua kinh nghiệm rồi, nhưng mà thực sự ra mà để đạt được một cái tỷ lệ 90% đồng đều cũng không phải là dễ. Thông thường người ta chỉ đáp ứng được cái 85% thôi. Đối với hộ mới như anh Hiếu mà được 80%, tôi cho đấy cũng là tốt. Theo chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, mặc dù gà chưa đẻ đạt đỉnh theo yêu cầu, nhưng ở mức độ gà đẻ như hiện tại, anh Hiếu cần kéo dài thời gian thu hoạch trứng, cố gắng giữ mức trên 70% thêm 3 đến 5 tuần nữa. Trên hiện trạng đàn gà của Hiếu hiện có là bây giờ mình cứ giữ ở cái mức độ cho ăn, tăng cường dinh dưỡng bằng vitamin, thế rồi là cái điều khiển chiếu sáng. Thế mà loại bỏ những con nó xấu kém ra để mình hạn chế những con nó không đẻ thôi, mình bỏ ra thôi. Đây là mức cho gà ăn gợi ý qua các tuần tuổi, anh Hiếu có thể theo dõi và áp dụng. Mình sẽ đập quả trứng ra mình xem những cái lòng đỏ nào nhé. Bởi vì mình nuôi gà lấy trứng ăn là mình phải kiểm tra lòng đỏ. Kiểm tra lòng đỏ của trứng là nó có cái bảng so màu đấy. Nhưng mình không có thì mình thôi mình thì mình cứ kiểm tra bằng mắt. Màu đỏ nó thể hiện ra rõ, màu vàng nó thể hiện ra rõ. Đấy, mình kiểm tra bằng mắt thì mình biết ngay. Đập nhé. Đập nhé. Cũng được đấy chứ. Đạt. Còn nó phải đỏ nữa. Đỏ này là gọi là được, chấp nhận. Quả không mà đỏ, quả đỏ là... Thì đập vài quả xem tình hình. Không giống gì, giống nhau thôi. Đập quả nữa nhé. Vâng, bác cứ đập đi. Anh Hiếu cũng nghi ngờ quả nào đỏ hơn không? Có, anh... Đâu, quả như nào đỏ hơn theo anh như nào? Có cái nhìn quả, cái màu vỏ, không cái có. Vỏ nó đỏ. Rồi là... cho đưa cái quả đi. Dạ, cái vỏ nó đỏ là quả... Đây nhá. Đấy, để theo anh rồi. Đấy, đập hẳn. Màu khác nhau nhé. Đây, màu vỏ đây nhé. Màu này, màu này thấp hơn đúng không? Vâng, màu này thấp, màu đấy sẫm hơn. Khác gì nhau đâu. Cái còn trắng hơn. Ba cái giống nhau. Màu sắc lòng đỏ trứng gà là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự lựa chọn của người tiêu dùng. Gà mái khỏe mạnh là điều kiện cần thiết để sản sinh ra những quả trứng có màu sắc đẹp. Màu sắc lòng đỏ trứng do coraten quy định. Thành phần coraten trong thức ăn chính là yếu tố mang đến màu sắc của lòng đỏ trứng. Vì thế, việc bổ sung coraten vào khẩu phần ăn của gà không chỉ cải thiện màu sắc của lòng đỏ trứng mà còn giúp tăng khả năng chống oxy hóa cho quả trứng. Cháu sẽ mua cái bột gấc ấy, người ta bán sẵn đấy. Xong mình về mình trộn thêm vào thức ăn cho nó ăn. Thì bột gấc là chính là cái bột caroten màu đỏ mà. Tức là cái bột gấc này thì nó sẽ có cơ sở khoa học như thế nào khi mà người ta đưa vào cho gà và nó sẽ trong cái bột gấc của nó là nó cung cấp thêm cái vitamin A, vitamin A mà cái tiền ca và trong bột gấc thì cái tiền ca vitamin A tức là caroten nó rất là nhiều và cái màu của caroten nó sẽ quyết định đến cái màu sắc của lòng đỏ. Như vậy là anh Hiếu đã có phương án để cải thiện lòng đỏ trứng gà của gia đình mình. Tuy nhiên, theo chuyên gia Sơn, màu sắc lòng đỏ trứng như hiện tại vẫn ở mức khá ổn, nên anh chỉ cần bổ sung bột gấc vào thức ăn để cải thiện và nâng cao chất lượng trứng.
Trước đây là tôi cũng đã đi làm công nhân 10 năm thì em học lập trình. Tại sao này không khởi nghiệp ở gần? Thì cây giống đất và mọi vấn đề về khoa học kỹ thuật là phải chăm sự nhờ vào chuyên gia. Mình cũng đã biết mổ khám, biết được một số cái bệnh cơ bản của đàn gà. Không phải bên khởi nghiệp cho mình vào cái đầu tiên, mà cho mình cái lời khuyên. Gặp được những chương trình như thế này đúng thật là không còn có một cái gì may mắn hơn. Nếu muốn đi nhanh thì có thể đi một mình, nhưng nếu muốn đi xa thì chúng ta phải đi cùng nhau. Như thế cả dân này đều phấn khởi. Từ trước đến giờ chưa thấy chương trình mà xuống đến tận nơi ở cái thôn này, cái vùng sâu vùng xa này. Phấn khởi và tự hào, tôi cũng cảm ơn chương trình. Lúc đấy thì thầy ở bên kia gọi sang. Thầy nhất định thầy sẽ đến. Rất là cảm động. Thầy không quản mưa gió, không quản thời tiết mà thầy vẫn đến với mình, chia sẻ những khó khăn với mình. Đây là chuyên gia Vũ. Thầy rất là hân hạnh được trực tiếp bắt tay chuyên gia. Nói thật ra là cái số lãi là cũng ngoài sự mong đợi của mình. Và cảm ơn thầy, nhờ có thầy năm nay là năm đầu tiên. Sướng, em nói thật là em sướng luôn đấy. Qua bao nhiêu cái đợt sóng gió như thế là rất phấn khởi. Cảm ơn thầy với chương trình. Rồi, thế thì chúc mừng anh. Mặc dù trứng gà được đánh giá với chất lượng tốt, nhưng thời gian gần đây do ảnh hưởng bởi giá cả thị trường nên giá trứng khá thấp. Ở địa phương anh Hiếu, giá trứng chỉ dao động từ 1.500 đến 1.600 đồng một quả. Tính ra chi phí chăn nuôi thì thời điểm này mới chỉ hòa vốn. Năm đầu tiên có thu hoạch trứng nhưng giá trứng lại liên tục giảm. Đây thực sự sẽ là một thách thức lớn đối với chàng thanh niên này. Bắt đầu thì gà mới đĩa được ít thì là ra trứng nuôi là cũng tạm ổn, nhưng mà sau khoảng về tháng sau, tháng đầu thì là giá cả được, nhưng tháng sau bắt đầu là giá cả thị trường là nó thấp. Thì Hiếu nó cũng cái nguồn thu nhập hắn không được cao, hắn hơi thấp thì là cũng buồn. Mặc dù giá trứng giảm, nhưng bên cạnh anh Hiếu luôn có sự động viên từ phía gia đình. Gia đình anh vốn có nghề làm lò ấp trứng vịt lâu năm. Trong thời giá thấp, anh Hiếu quyết định tận dụng, chuyển hơn 400 con gà mái sang khai thác trứng phục vụ lò ấp, tạo ra sản phẩm trứng gà lộn. Thì bây giờ cái lò ấp lò ít nhà mình có sẵn này đấy, thì bây giờ mình có năm nay mình nuôi thêm một lứa gà nữa nên mình cũng để lại một ít gà ấy để mình làm cái trứng gà lộn này, vì máy đang còn dư mà. Máy đang còn dư chỗ thì bỏ vào làm để tính toán cái lợi nhuận của nó thì nó sẽ hơn con vịt, vì cái bản thân con gà thì nó ăn nó đã cái ăn thức ăn của nó đã ít hơn con vịt rồi. Thì bây giờ một quả trứng vịt thì lời được 200 đồng, nhưng mà một quả trứng gà ví dụ bây giờ mình làm ra có thể lời được 300 đồng đến 400 đồng thời điểm cao. Trứng gà lộn là một món ăn khoái khẩu với nhiều người, đặc biệt là với các dân nhậu. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng hàm lượng dinh dưỡng có trong trứng gà lộn thậm chí còn cao hơn cả trứng vịt lộn, đặc biệt là hàm lượng retinol và beta-carotene khá cao. Anh Hiếu chia sẻ, sản phẩm trứng gà lộn của gia đình anh khi ra thị trường được đón nhận rất tốt. Hiện tại, cứ mỗi ngày, gia đình anh lại cho ra lò khoảng 400 quả trứng gà lộn. Sản phẩm trứng được giao cho các đại lý lớn ở thành phố Thanh Hóa.
Nói chung là đến thời điểm có thấp nhất thì trứng mà gọi là trứng thời điểm trứng ế nhất ấy, thì nói chung là nhà mình không bị dư động. Vì nói chung là nhà mình đến đây mình nhập cho đại lý, rẻ hay thấp, giá hay cao là do đại lý quyết định. Nhưng mà đến ngày nào ta cũng lấy cho mình, cứ đến phiên đến ngày là họ mình mang ra là họ sẽ nhập, họ lấy cho mình. Để có những quả trứng gà lộn chất lượng, anh Hiếu đã tách 400 con gà mái và cho ghép đôi sinh sản với 40 con gà trống tại một khu chuồng riêng. Anh sẽ áp dụng kỹ thuật chăm sóc đặc biệt. Cách làm của anh cũng đã được chuyên gia Sơn đồng ý. Trong kinh doanh thì cố gắng làm sao mà suy nghĩ ra được đa dạng sản phẩm là tốt. Đấy, vì nếu anh chỉ làm độc chiêu một loại sản phẩm thì cũng có những cái rất là hay nhưng cũng có rất là dở. Bởi lẽ rằng là sản phẩm nếu mà chỉ có một loại thôi thì ít người biết đến. Nhưng mà đa dạng sản phẩm sẽ nhiều người biết đến. Thứ hai nữa tức là nó cũng lại không phức tạp lắm. Thế thì tại sao để trong chăn nuôi gà đẻ mình lại không nghĩ đến một cái sản phẩm mới lạ đối với lại khu vực miền Trung ở đây, tức là làm trứng gà lộn đi. Và tôi cho đấy là một cái hay nên áp dụng. Mặc dù là một nông hộ mới chăn nuôi, nhưng với sự hướng dẫn định hướng của chuyên gia, anh Hiếu tỏ ra khá tự tin, bất chấp thị trường giá cả vẫn còn nhiều biến động. Nhưng mà mình có niềm tin, thứ nhất là mình có chuyên gia, này, có chương trình, giá cả thị trường thì nó bấp bênh lắm. Thị trường có một năm thì có vài tháng nó lên, vài tháng nó xuống. Năm nay ta làm như thế thì sang năm ta lấy lại và ta cứ phải làm cho nó tốt. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch với hơn 40 năm công tác nghiên cứu về lĩnh vực chăn nuôi, là tác giả của 4 công trình khoa học, 12 cuốn sách và 57 báo khoa học về chăn nuôi. Ông hiện đang là giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trục giữa của cái vườn này là mình để máng ăn máng uống. Ăn xong là con gà có thể nó trú ở ra đây hoặc nó không, nó tìm gốc cây ở bên này nó trú vào. Tiến sĩ Vũ Ngọc Sơn, nguyên giám đốc trung tâm thực nghiệm và bảo tồn vật nuôi, Viện Chăn nuôi. Với gần 20 năm làm nghiên cứu về lĩnh vực chăn nuôi, 13 công trình khoa học và nhiều giải thưởng cao quý. Đối với con gà đẻ thì bao giờ màu tích nó phải đỏ như này, nó phát triển vào đỏ như này. Thế tốt. Thạc sĩ Phạm Đức Vũ với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăn nuôi thú y, thường xuyên đồng hành cùng nông dân trong sản xuất thực tế, tư vấn cho nông dân các kỹ thuật chăn nuôi và phòng bệnh hiệu quả. Đây là 3 chuyên gia thường xuyên trong lĩnh vực chăn nuôi của chương trình khởi nghiệp trên kênh VTC16. Phải tìm ra những giải pháp để giúp bà con khắc phục nó. Và với mong muốn đó thì chúng tôi cũng mong rằng bà con sẽ tham gia chương trình khởi nghiệp thành công tốt đẹp. Và bà con khi cần đến bất cứ lúc nào chúng tôi đều có thể tư vấn trực tiếp hoặc tư vấn gián tiếp. Dù thời gian eo hẹp, phải là thức khuya nhiều hơn, đi khởi nghiệp xuống cơ sở thực tế thì hầu hết là đều phải bố trí vào những cái ngày nghỉ thứ bảy và ngày chủ nhật. Dù nắng hay mưa, dù chuyến đi không thuận lợi, hẹn em 7 giờ mà sao giờ lại đến báo đến tận 9 giờ 9 rưỡi là sao anh? Và khi làm xong thì cũng là 3 giờ đêm. Trong hơn 5 năm qua, đã có hàng trăm nông dân, tổ hợp tác xã chăn nuôi trên cả nước được các chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp, đồng hành từ khi bắt đầu xuống giống đến khi thu hoạch. Sự nhiệt huyết, tận tình với nông dân của các chuyên gia đã mang về những thành quả đáng tự hào. Những dấu chân của họ tiếp tục vươn xa trên khắp các vùng miền trên cả nước với hành trình cùng nông dân tìm hướng làm giàu.
Chuyên gia di chuyển ra khu vực chuồng nuôi để tiến hành kiểm tra sức khỏe đàn gà và đánh giá công tác tổ chức chăn nuôi của gia đình nhà anh Hiếu. Đúng như dự đoán, khi kiểm tra chất lượng trứng, đàn gà trong chuồng khá đẹp mắt. Gà của cháu chất lượng nhìn là đẹp, tươi gà, nhìn con gà nó rất là tươi, nó nhanh nhẹn. Đấy, lông mượt. Và kiểm tra cái hậu môn này này. Gà đẻ của nó là cháu kiểm tra cái hậu môn này, cháu thấy cái hậu môn này nó phải ướt thế này này. Ướt. Đây này, nó ướt thế này này. Nó nhìn con nào to. Mà khô là không đẻ đâu. Dạ. Sau với cái bụng gà này mà thấy nó cứng. Dạ. Là những con này là con không đẻ là phải bỏ ngay. Bỏ ngay. Đấy. Toàn bộ đàn gà hiện nay là rất đẹp rồi, yên tâm rồi. Cứ thế nuôi thôi. Dạ. Không phải lo lắng gì về cái bệnh tật. Dạ. Cố gắng làm sao là duy trì cái chế độ ăn cũng như là cái tăng cường dinh dưỡng cho nó tốt. Đàn gà khỏe mạnh, sinh trưởng phát triển tốt. Sau 4 tháng nuôi, tỷ lệ thất thoát chỉ khoảng 3%. Theo chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, đây là kết quả rất tốt, thể hiện trong thời gian qua, anh Hiếu đã chăm sóc gà đúng theo quy trình được hướng dẫn. Không chỉ tổ chức chăm sóc đàn gà tốt, vệ sinh chuồng nuôi cũng được anh Hiếu dọn dẹp một cách sạch sẽ. Tụi nó chuồng khô lắm, rất là khô, mà chấu dày, đúng không? Đúng rồi, đấy, bới lên có thấy mùi không? Không có mùi gì cả. Chấu nó khô này cơ mà. Nó tơi rời này các bạn, nó không tức là nó không có hiện tượng ướt. Không có hiện tượng ướt chấu. Và chấu nó rất là khô. Khô này nó bụi lắm. Đúng rồi, cho nên là con gà nó sống ở trên cái độ lót này là rất tốt luôn. Nó không bị ô nhiễm. Chứ nếu mà chuồng này mà ô nhiễm khí độc nó nhiều thì con gà sẽ rất là bị bệnh. Cho nên cố gắng cháu nuôi gà đẻ là cháu phải duy trì cái tình trạng độ lót, tức là liên tục ở trong cái tình trạng thái như thế này. Đấy. Thế mà cái chấu này là mình không hót ra. Vâng. Mình vẫn cứ duy trì ở đây thôi, nhưng mà mỗi một tuần hoặc là khoảng độ 15 ngày thì mình lấy cái cào ba răng. Vâng. Mình vào đây mình xới đảo nó đi. Đấy. Vâng. Nếu mà nó như thế này, nó khô này mà nó không có mùi thì không cần phải thêm men nữa. Vâng. Như thế là được rồi. Về máng ăn máng uống trong khu chuồng cũng được anh Hiếu sắp xếp hợp lý và đủ số lượng. Còn đây là hệ thống ổ đẻ cho gà. So với lần kiểm tra trước, anh Hiếu đã thiết kế lại hệ thống ổ đẻ cho gà theo hướng dẫn của chuyên gia. Vâng, đây là cái hệ thống ổ đẻ mà chuyên gia đã hướng dẫn cho anh Hiếu cách làm. Rất là đẹp. Đấy, làm 2 tầng cái này. 2 tầng cái này và trộn nhựa này. Đấy. Cho chấu vào. Chuyển ra để vệ sinh. Vệ sinh, đúng rồi, xong rồi cần thì lại lắp vào. Cứ hàng cái mái này mục đích, cái mái này mục đích là để che nắng. Che mưa đồng thời là che tối để cho con gà nó đỡ rẻ. Thật ra thì khi mà làm sang cái ổ này thì anh thấy thuận lợi hơn không? Nó thuận lợi, thứ nhất là con gà nó lên đĩa tốt này, nó không tranh nhau, nó không giống nào, vì một ổ này, một chậu này nó chỉ có 2-3 con nào vào đấy thôi. Lắm 2 con. Xuất phát điểm là một thanh niên quen với công việc nhẹ nhàng. Sau 2 năm về quê, giờ đây anh Hiếu đã trở thành một anh chăn gà thực thụ. Và anh cũng đang ấp ủ những ước mơ phát triển mô hình nông nghiệp bền vững tại địa phương. Nói chung mình cũng tự hào vì mình là một thanh niên và gọi là một anh nông dân chăn gà đi. Sau này mình muốn phát triển rộng thêm cho bà con trong vùng này, là ai muốn nuôi ấy, muốn có thêm thu nhập làm nữa thì mình sẽ sẵn sàng hỗ trợ cùng với chương trình. Bà con tổng kết lại buổi kiểm tra ngày hôm nay, mặc dù là mô hình của anh Hiếu chưa mang lại hiệu quả như anh và chuyên gia mong đợi, tuy nhiên với sự hướng dẫn của chuyên gia cùng với sự nỗ lực của bản thân anh Hiếu cùng với gia đình, hy vọng rằng trong thời gian tới mô hình của anh sẽ đạt hiệu quả kinh tế cao. Chúng ta sẽ còn tiếp tục theo dõi quá trình khởi nghiệp của anh Hiếu trong các chương trình khởi nghiệp tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.